Chào mừng các bạn đến với Đời Sống Muôn Màu channel của bà Tám Kali. Hôm nay Tám xin giới thiệu cùng các bạn Bảo tàng Viện Hollywood nha. Bảo tàng viện này được thành lập bởi công ty mỹ phẩm Mac Factor để giới thiệu những diễn viên và ca sĩ đã từng dùng và giới thiệu sản phẩm của họ, bao gồm cả những hình ảnh, vật lưu niệm và quần áo, trang sức nữa. Đồng thời họ cũng trưng bày những vật dụng dùng để đóng phim, chẳng hạn như là các loại xe hơi của những phim kinh điển nổi tiếng như là Superman, Batman, The Godfather, Gone with the Wind, Back to the Future, Harry Potter. Mời các bạn cùng Tám khám phá xem ở bên trong họ trưng bày những gì nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ.